Wow. Đây sáng ngày 15 là làm vườn đi, tưới vườn đi. Để coi coi, đây có một cái buồng chuối có ấp này ăn được ở đây, sắp dãy rồi, hết rồi. Này bên kia cũng buồn nữa nè. Wow, buồng chuối rất là lớn, rất là to. À. Đây chú xiêm trắng nữa các bạn. Chỉ cần tưới nước thôi. Ở đây không cùng loại chuối này không dùng phân hóa học. Rồi tiếp về một một vườn chuối xiêm trắng. Đây. Một tuần tưới một lần để cho nó tốt và nó không bị cái nắng. Đây. Đây là khóm của mình đây, khóm. Khóm trồng mùa nghịch nha các bạn. Đây có nhiều thứ loại mới có trái cũng có nè, mới lên để trái lớn trái sắp có chừng hai tháng nữa sẽ thu hoạch. Dạ, khu bên kia là cũng mít Thái, mít Thái nè. Mình đang tưới nước cho nên không qua bển qua bên kia được. Đây mình được cái đám khổ qua gừng. Rồi sau này là một cánh đồng vàng là sắp thu hoạch rồi các bạn. Cũng ruộng nhà mình luôn. Đây đu đủ rồi, ngay cái đu đủ này 3 năm này.
Vườn chuối này thì chỉ mới một năm thôi em. Nắng bụi quá, rửa lá cho nó sạch sẽ cho nó đẹp ra. Wow, đây cũng mùa là mùa buồn nữa, một năm thôi. Có lẽ là vùng đất này á, là bị cái nền nó hơi phèn, cho nên cái lá nó bị vàng ở ở cái chót lá đó, ở cái bẹ lá đó, cái rìa lá. Nhưng mà trái vẫn tốt, buồn cũng tốt. Gan keo cà tay không? Mấy xà cà tay cái mít không? Mít này cũng có trái à. Gan mang tới cà dừa này chút vậy. Hết luôn, cái này một tuần tưới lần khóm thì cũng ít tốn nước, ít không tốn phân luôn, cái này là không giải phân. Nếu giải phân thì khóm nó sẽ đi chua các bạn. Đây mình cũng có cái đợt cây mai chứng thủy, đây gốc cũng to, mình mới dời về từ bên đây qua, từ chỗ này qua, mà giờ nó lên quá hay lên rễ cũng lên. Hy vọng một ngày nào đó mình sẽ có một cây mai chứng thủy là có một tàn, một cái tàn tốt đẹp, mình sẽ biến nó thành một cái tàn dù rất là đẹp, hoặc là một cái hình cầu. Giờ mình giấu luôn đây đi, thời gian cho nó ai xong buổi sáng ơi, cho mày vô đấy, vô gốc luôn, bực ở đây đi, nó không có bị, nó không bị trôi. Wow. Đây cái cứ xanh lên, mặc dù bị gà tấn công rất là nhiều. Mấy cái cây nhỏ nhỏ nè, bị gà ăn. Này, cỡ ba cao đây khoảng chừng 6 tấc. Cả mét luôn chứ. Còn bị gà ăn hết. Đây, ăn chuối hết trơn. Như là chuối này nó ngọt hay sao. Đừng nói chỉ biết cái thấp, cái cỡ cả mét hơn mét. Ăn hết. Rồi, đây là cái bùa chuối đã dãy rồi. Cái này có thể là chúng ta bẻ ăn, nhưng mà giờ chưa cần ăn cho nên để bế trên này cho nó ngọt. Đây. Đây. Khu tưới tự động của mình. Ở đây. Quá ướt quá, ướt quá. Đây một bùa chuối rất là nhiều, 8 nãy một chót.